Trên suốt chiều dài biên cương của Tổ quốc, các chiến sĩ biên phòng không chỉ độc hành thực hiện nhiệm vụ mà còn có tình thương yêu đùm bọc của đồng bào các dân tộc. Mỗi người dân sinh sống sát biên giới chính là đôi mắt, cánh tay nối dài cùng lực lượng biên phòng bảo vệ vững chắc từng tấc đất, cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Bản Hùng Pèng, xã Malifo, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu được thành lập theo đề án sắp xếp ổn định cuộc sống, định canh định cư, di dãn dân ra biên giới của tỉnh Lai Châu. Năm 2005, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền địa phương làm nhà hỗ trợ 27 hộ người Dao ổn canh ổn cư gắn bó với biên giới. Hiện nay, bản Hùng Pèng có 47 hộ, 174 khẩu, người dân trồng chuối và làm nương nên thu nhập ổn định, bình quân đầu người đạt 18 triệu đồng một người một năm. Bảy đồng chí hoạt động thường xuyên hàng tháng là đi tuần tra cùng Bộ đội Biên phòng một lần, nhưng mà trong cái đội thực quản là 2 đến 3 tuần là đi một lần, đi bảo vệ cái cũng là xem cái tình hình an ninh biên giới, bà con có ý thức, có vấn đề gì thì báo lên cấp trên. Với các mốc dọc biên giới ở gần nhà các hộ dân, người dân bảo vệ thường xuyên dọn dẹp sạch sẽ cột mốc này. Trên địa bàn có vấn đề gì xảy ra, người dân báo cho Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương để kịp thời xử lý. Cùng với đó, lực lượng biên phòng cũng thường xuyên tuyên truyền cho người dân để nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động của đồn phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng, người dân đã nâng cao cái ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ đường biên cột mốc. Từ đó người dân tham gia cùng với Bộ đội phòng trong công tác tuần tra, kịp thời phát hiện các vấn đề nảy sinh trên địa bàn biên giới, báo về Bộ đội phòng để kịp thời xử lý. Và đến nay thì người dân đã có tinh thần trách nhiệm và coi đường biên cột mốc như một phần trong cuộc sống hàng ngày của mình để giữ gìn và bảo quản. Qua phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, Lai Châu đã có 63 tập thể, 460 cá nhân tham gia đăng ký tự quản mốc giới. Đồng bào các dân tộc sinh sống sát biên giới đã tích cực tham gia phong trào bảo vệ chủ quyền biên giới, bảo vệ vùng đất mà mình đang sinh sống. Mặc dù thành viên tổ tự quản không có chính sách hỗ trợ của nhà nước, nhưng người dân vẫn ý thức cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ từng tấc đất nơi biên ải của Tổ quốc.